Hôm nay mẹ làm cái món kẹo đậu phộng với bánh xốp mà để tụi con ăn đồ nào đi uống lại. Hôm nay là nhà đi cuốn bún lắm rồi. Đúng rồi. Nhà này là trước khi đi cuốn thì giờ này mới có 8 giờ rưỡi sáng thôi. Nay mẹ cho làm kẹo xong rồi đem đuổi buổi xuống ăn luôn. Đó thì bánh tráng là Trâm mới vừa nướng xong nè. Mẹ thấy con gái nướng cho bánh tráng nhà được chưa? Được rồi. Con lấy, mọi người thấy ngựa ghê không? Để ngay từ đầu khe con lấy quá đi.
em đâu có bị quýt. Con suốt ngày con bị quýt non biết không à. Là giỡn mà. Tự nhiên này thằng sĩ lấy rồi cuối cùng á con bị quýt. Thầy giải. Nhỏ chuyên gia mà con hại luôn. Mà cứ em là bụng tiền của ba biết đâu. Năm ngòn người ngòn lấy miếng quả con quýt. Hồi đó thấy cũng bị chót hay gì đâu. Hồi đó là bị lét mẹ ơi chứ lúc đó chưa có mọn. Hôm nay mẹ làm cái món kẹo đậu phộng với bánh xóm mà để tụi con ăn đồ nâu đi uống lộn. Hôm nay là nhà đi cuốn bún lắm rồi. Đúng rồi. Như đây là trước khi đi cuốn thì giờ này mới có 8 giờ rưỡi sáng đâu. Nay mẹ cho làm kẹo xong rồi đem đuôi buổi xuống ăn luôn. Đó thì bánh tráng là Trâm mới vừa nướng xong nè. Mẹ thấy con gái nướng cho bánh tráng này được chưa? Đẹp dở. Giòn đẹp quá đi chi. Hồi xưa nhà bán tập quá đó. Ba chuyên gia bác nướng bánh tráng nè, nướng một lần á hả 30 ké. Nướng để mà bỏ vô bò xong rồi tới người ta mua rồi bán á. 500 đồng một ké. Ngày xưa mẹ bón qua nước quả rồi mới còn quấn nữa. Đậu thêm nè, đậu này là đậu mẹ trĩa bữa nè. Trĩa bữa mẹ đi thu hoạch nè. Vỏ ghê luôn á. Một thân một mình mà làm mà he mẫu ruộng. Đậu rồi bò rồi ra. Sức khỏe phi thường mà. Làm mẹ tao còn bấm rồi chứ. Chứ bây giờ ở nhà phim mà không còn sao con. Nên tắt tivi giùm em. Cái này thẳng ăn nữa chứ. Có chứ. Giờ nói vậy là nghe thấy đó. Dạ. Vừa mạc đồ cô không giả là cô mạc đồ dài đừng có cười thì biết thoa đi lòm biết không phải mỗi lần thay đồ ra thì nó cũng nó cũng mẹ tính đồ đẹp rất là nhiều nhưng mà có khái tủ mua một bộ là xè phải là cái 8 năm rồi mới chưa bận lẹ bận một lần rồi 8 năm sau chưa bận lẹ bận đồ dài đi làm biết tối ngày lấy đâu bạn là đi lòm biết là đi lòm chứ không có đi chơi con có con à mình thử ra là không có mạc đồ đẹp. Cứ đi làm gì vậy là cái đầu đi nữa đó, đi biết xuống đồng xuống ruộng thôi. Cái đậu làm cái kẹo đậu này á là hồi nhỏ hay ăn lắm nè. Mà mẹ làm ngon lắm, để mẹ làm chứ Tâm làm ở Đất Quốc á. Con làm mà có con ăn chứ ăn nổ đâu mà. Dưới quê mình có cái gì làm đó. Có gì ăn đó mà mặt mọt vậy chứ. Nhìn vậy thôi chứ ăn mặc lắm mọi người đường. Ăn chắc đá đường luôn. Mẹ tính nha, bữa nay đi chợ e cũng biết mẹ tính hết trơn á. Coi YouTube á, mọi người coi YouTube bây giờ fan mẹ tính đăng á. Thiệt. Hồi sáng nay mới đi vô chợ mấy bà đang chợ nó kêu vô. Tôi thấy mẹ mày á bắt cười len lắp cái dưới ruộng tôi bắt cười quá. Làm cho bán kem được á. Nó nhiều khán giả cũng nói là lập cho mẹ một cái cây để cái cây YouTube giống như của con vậy đó. Nhưng mà sao mà lập được mọi người để mẹ đi lòm miết là e là quay con nữa xa nữa rồi e quay đâu cái này là thâu để cho mẹ có cuộc sống bình yên để mẹ đi làm ruộng một năm cái đầu nè mẹ thấy bà mẹ không biết bà Tân vlog mẹ chỉ biết bà Trâm vlog thôi lâu lâu á cũng về quay mẹ là được rồi. Mà được cái nha, cái này công nhận nha. Mẹ tính bà không có gì. Chứ nhiều người cầm máy quay lên đó là bà không nói được. Còn mẹ tính tự nhiên lắm. Mẹ có show gì cho dạy luôn được. Cái này cho vô đóng phim được nè. Tự nhiên cho. Tại đây này là cái đời sống hàng ngày cho nên là tọa dễ. Nói được, có show nói vậy. Chứ còn cái này cho vô cầm cuốn kịch bản hạt chắc là gì xỉu đâu. Chắc mẹ cười chắc cái quá. Mẹ cho con 300 triệu con làm phim đi mẹ. Cho con 300 triệu con làm phim đi. Thì bông bò đó cũng... Vâng bà một bò như mẹ một bò đó thì một bò ké đó chắc 15 triệu. Một ké 15 triệu e con chắc 30 triệu e con 30 triệu nghe bê 110 triệu nó bóng cực á nghe bê cái e có 10 triệu đi ừ. Ủa má chút xíu mà con mới đãi ra 10 vậy là bóng cực á vậy là 40 triệu rồi ừ. lúa bóng được nhiêu lúa thấy rồi ý là nếu là mùa nguyên mùa lúa mày bóng được nhiêu tiền lúa bóng hắn được 20 triệu cuộc đời là làm hè bỏ lúa à, mùa hạt em thấy đó mà bên này thì kia thấy thắng con còn cái tâm mình cũng được bứng thì bỏ không à quên quá tha đau được còn 2 triệu bỏ không này
mà ba tháng vậy để quê vậy thôi chứ mà làm ba tháng á con cực khổ vậy chứ không mà cái đi con xuống té tới té luôn bữa con cũng được cái đó thấy mua mình điện nha không mua bình điện cho nó khỏe hơn cho nó lợi hơn hả anh để mua cho bẻ mấy tao biển mua cái gì là bẻ mua mẹ tính á là thích coi YouTube ghiền là cứ đi ba ngày đi làm mà buổi tối về kêu mấy bà hàng xóm á bữa điện thoại mẹ đâu có xè cảm ứng đâu không biết xè cái điện thoại cùi bắp đó á sao rồi cái là chỉ biết bấm gọi nghe thôi chứ còn không có biết cái gì hết á không biết trượt cái xong rồi cái tối về là kêu mấy bà xuống á mở lên cho cô à ghiền YouTube rồi giờ tối nào cũng 7 giờ tối đó là làm sao việc khác là lên cũng bị ngủ là coi YouTube á coi rồi cười một mình nè thấy cô lại thấy mắc cười sao mình làm mà nó biết tới cười thấy cô lại cũng mắc cười quá à mà nhưng mà là đó nè có cái kênh của con vậy là mẹ mốt có gì giờ đó mình có mình ké mình coi lẹ vậy nó lưu lẹ hết cho mình mẹ mà mốt mà giờ rồi cũng thường bán qua bán gì đủ như mẹ bốn cái đó bốn cái một cái tiền gì rồi nha ai cũng lên kêu trời mẹ bắt thấy mẹ bắt tóc cười thì cái gì mẹ là cây hè đó mẹ đi thi tới tóc cho hè được á vô mẹ nói tiếng con nghẻ thôi mắc cười mà cười đấy cười đấy mà mẹ làm như thường nó qua thấy rồi nhỏ nữa là còn cho nó rồi nhỏ rồi các mẹ cho nó rồi nữa để anh mâm đi từ từ nó ra thì tụi cũng muốn làm gì làm ấy mâm mày mày cho đứa mâm ấy một cái mâm với lại hai cái bánh tráng đi bỏ vô nó thôi đi con rồi ở đây nó mâm một con bỏ uống đi để chút mâm này mà con ở trên Sài Gòn đó con nấu con nói mẹ con nấu quá trời quá đất hết rồi đảo nấu mà nên đi cho hết mời hàng xóm đồ ăn không có mẹ thấy con làm biết chọn á mẹ thấy đi mời một cái nia đi cà mẹ thì mẹ nói là cà ơi nữa vừa này mình ăn bây giờ cũng còn bốn mẹ con mẹ biết chọn không chị mẹ làm không thấy tiền quá mẹ biết chọn không làm ăn nè thấy mà con làm nó tiền mà ai mẹ làm trả nó mấy không mấy trộn với quê mình nhiều vừa đòn như là để đi ta qua con với lòng với con mãi như mày tại lúc này em làm ai mấy con tiền quá mà nói đi bây giờ nó tiền tới nè mặt nó còn chút chạy gì cái quay cô mẹ có mẹ cứ mượn á mượn nó chạy chạy á không ham vừa đó chạp chạp nước mình bỏ ra không ta bỏ cái đường luôn vậy mình bỏ cái đường ra cho nó chín cái dừa để ăn á nó không ngon cho nó chín cái đường mình rút ra bỏ ra thẳng lên mà không để nguyên hộp đi giải giải ra chứ không bớt ra đâu không thì bớt mình đâu thôi bớt mình đâu thôi giải nó không ngon ở quê á thì táo sao nói vậy biết không có nói đó không có nói tầm cột của trí được có đâu cô nói vậy không mà công nhận là mẹ quá tự nhiên đó chứ nhiều người ta thấy mấy quay người ta đưa mất tiêu vậy mà đi làm mày làm hiền nó cười ớn mà mẹ không nói hành nó vô ba mà nói là nó cười ớn rồi học làm không có mệt mà cười mệt giống gì đó là mệt cười ớn á mà mệt chứ bữa nào mà mệt là ngủ ngáy thì nè ngủ vẫn ngáy quá trời ngáy ấy mà à, biết là mệt cũng bi mà thấy vậy mà bi nó ngủ mẹ đi làm mệt ngáy á rồi hơi ăn nhậu này ông quay phim muốn ngáy luôn hả ấn mày heo quay phim ông nào ngủ ngáy hết trơn á ủa sao nó lâu dồn với mẹ từ từ con nó cho nó chín đường này là
Đúng là cái giấc ngủ là bình thường ngủ trễ, bình thường ngủ trễ thì sẽ dậy trễ, mỗi tối ngủ sớm, nên thành ra mới 3 giờ sáng đúng giấc dậy bà mất, mà hôm kia ông nào cũng không ngủ lại được, mới ngủ giấc đi thôi mà ông ngủ. Mai là ông ngủ lẹ được á, mà bả giờ ngủ bán cái này vô ăn ngon, đường này mấy là mà ăn mà. Lâu 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 mình quải đều nhưng mà ít nhẹ để cái máy này. Không quải giờ đều rồi không? Đó là quải đều nhưng mà từ cái chặn của nó rung. À rung rung con máy. À. Ừ. Chắc là nó động thôi con. Cái bàn nè. Ừ, mình cứ quải bình thường đừng để cái bàn trong này. Mình động ra cái này vô là nó bị không có bàn. Cô có gạt lúa chắc không cùi không nha. Con bị té vừa ấy đó. Nè, đầu gấu một trơn nè. Chắc con này nó chắc luôn cái quần của mẹ luôn. Chắc nó cô lại thì luôn đi không? Nó cô bữa nay chắc đầm này luôn. Nó cô. Không biết người xem á. Cái sao lại? Tệ dữ quá. Tệ mẹ không hè đó. Ồ. Mẹ cũng nhiều chưa. Mẹ kêu mọi người ủng hộ đi, coi clip ủng hộ đăng ký kênh con đi chứ. Bà con như là sao? Nó bà con hả? Không thấy mẹ đâu, qua đây mới thấy mẹ nè. Hả? À. Nó bà con phải không? Nó bà con nghe chứ bị mất mọi người kỳ lắm. Chị Ti mẹ. Bà con cháu mất cô. Toa clip của con ghé vô, con ghé tôi hồ thề với trách bách trăm ủng hộ cho con gái của tôi. Nghe mọi người nghe mẹ kêu vậy là mọi người hết khách. Hết khách đăng ký luôn á. Mẹ cháu thôi mày nói vậy chứ. Vì nói là nói vậy là không có ghen qua gì trơn á. Nói trai vậy là nghe trai đầu. Nói trai nè. Chuyện qua chị là nói chuyện gì nói rằng rằng nói rằng rằng không mà nói chung ở trên chữ rồi ai cũng biết mẹ thấy thương mẹ rồi cũng ủng hộ cho mẹ con mình mà yên trí đi con đừng lo chứ mẹ sống đâu ai ghét đâu mà bây giờ tôi làm ăn này giữa có cô có chú đồ thiếp đồ trên chữ cô thấy mọn vô tôi làm giữa con cô ủng hộ chứ ớn mà ớn người thì tính bỏ bao nhiêu thôi chị ăn thấy không nên là ngon nó dài cái đồ đậu nữa là ngon đang chưa nấu nấu ăn nữa đâu ăn về rồi đi làm tới chiều gì mới ăn nữa chưa nguội đi. Ồ, để mà để cho nó ngủ với lại vừa cái này vừa à để con vừa bọc đi bảo vừa vô luôn cho nó ngon đó bà ta thế bà chăm sóc bọc chưa nó nghe ngon quá nãy giờ đi với bà ta bọc lâu lắm đó là đọc hết đồ đi đó quay đặt đồ phía tao bữa giờ đậu hơi trái rồi đậu hơi đén rồi gì tôi nói luôn đừng có giỡn thôi, chị ta xấu đi thì kệ tôi không có mấy máu rồi mà miễn xô rồi cái cọng này em quét chưa được cái mà chưa cái con gì chưa mà tự gỡ vừa vô á mẹ nó kẻ chết rồi giờ chế tay anh quay quay tận cái mặt phải giờ luôn không có cái cầm chú đi cái lấy gì nào rồi rửa rau sạch cà mà rửa vô
Ủa thấy chùa cho nhiều thắm bé gì đâu mà cầm nó cầm chú này là để cho nó không có bị dính lên cái mâm nè, không có dính đậu á, không có dính đường, mấy cái tay chết cái tay thôi, không kì 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 không dính đậu nè. Ít quá nè, ít cái sò mẹ ít rồi mẹ ơi. Thế chị dầu dầu ở đâu vậy? Mày chát ở trong kia cái cũng dầu thầm cũng làm mấy lần ấy mà chát được rồi, cái đèn nó làm cho cá đúng không? Chùa giờ bữa nay hết rồi nữa. Năm nay được 67. Không làm nè. Nè con. Nè con canh. Đưa ra đuổi vô ra nè. Đuổi vô ra. Đuổi hết cái đuôi. Nó ngon luôn. Quá đâu nãy bỏ dừa vô tháng rồi à, vừa tháng đâu không
Không đau bụng rồi mẹ vừa đau bụng gì? Thì đau thì con bỏ đi. Bỏ nhưng mà đau bụng gì? Em thực sự vậy thôi chứ bỏ. Ăn gì cũng phải đau bụng mà. Ồ cứng rồi thấy chưa con? Đó, con nói hả? Cứng mà. Cứng rồi mà. Hủi rồi nó ngon. Chẻo bắn bắn nữa mới ngon. Chứ ai mà nó cứng nào không? Mẹ là số 1, mẹ dạy cái mẹ cũng làm biết làm. Chúng ta chưa ăn thử luôn á. Chưa ăn thử luôn một ngầu khen. Mẹ là số 1 đồ vô. Chúng ta giờ phận bà hư thâu rồi nè. Thấy? Ừ, hai ba buổi thâu giờ phận. Ta mà là phận ăn. Nào sang. Đây là thành quả. Ai tới cái thầu đi rồi đi đổ cho ông. Nè. Đổ cho nhiều nó khỏi. Đổ nát như vậy. Ai mọi người. Để nó ngủ đi. Nguội, nó nguội rồi mình mới bắt đầu mình lấy cây đũa mình dẹp qua đây. Ừ, quấn. Đi lên lấy đi. Mình từ từ cái lỏng nào. Đó, thấy chưa bây giờ nó đẹp rồi đó bà Nam. Tôi tưởng nó không đẹp chứ đường này đường giòn luôn. Đó, vừa này ngon rồi thấy chưa. Đẹp rồi đó, cái này để nguội một xíu nữa nó còn đẹp nữa, dẻo nữa. Mà thấy nó dẻo rồi mượn. Để đẹp nữa nó cắn ngát ai không được đi. Đó, dẻo rồi nè. Rưới đây, đó, rưới lên cái bánh tráng này nè. Ngon mà. Bữa bánh bò dĩ gì đâu. Lại mua nhưng mang nhiều năm gỗ rồi đủ rồi chứ. Không, 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 không. Sao mệt quá sao không sợ người vô biến luôn. Mày thôn tôi nói không vui ra thơ. Để làm mày cân chuyện làm muốn rầu. Mắc làm cho bà ăn rầu thôi chứ bể gì đâu. Làm cúng tôi làm bà ăn. À, cứ cúng là cúng. Nghiêm, nghiêm, nghiêm. Ngon quá. Nghiêm, nghiêm, nó thèm cho. Nghiêm, nghiêm, e thèm không cho. Vào nó vào cái e vào mà chịu mình vào đâu. Thì vào tình vào nghĩa. Thôi vào ăn được. Chứ không có vào tiền. Đồ uống coi bộ ăn được kia chứ. Coi còn mấy cái đen. Không có cái nào. Cái không có cái đen nào mang kẹo đậu hay rồi. Rồi chị cứ lên này mà bấm. Kẹo đem xuống nửa buổi mà thấy ngầu ăn ngon quá đi. Buổi đó đâu. Nửa buổi đi hồi đi cứu rạ nè. Trời. Bừng xuống nó trả lại đường. Sao mà trả được thôi cái kẹo lại đâu trả mẹ ơi. Chắc mày đi cũng rõ chứ tóm vừa tàu quanh 9 giờ tối mày mới xuống tôi nói bà nó kêu nó phải nán tài tài dài chứ xuống nó nán mà tôi kêu 12 giờ tôi nán dữ lắm giờ cho bắt đầu nó dễ lên rồi. Ừ, nó dễ lắm con nó khá nó khô quay về nó khá đang nó đà cuốn ở dưới bộ phạt canh về cuốn trời chỉ ngang vui kia đi cuốn số đưa ra mà nó đưa khôn nạc nó ngang bên mình không nạc vui kia nhạc không ăn vui kia đi làm hết á cuốn cà sữa đoạn đó bữa nay nó cuốn cà sữa đó cà sữa mùa cuốn luôn mà.